một trong những câu chuyện đáng quan tâm của ngày hôm nay, đó là cái câu chuyện liên quan đến anh Seo Chứ, là tức gọi là cứ tạm gọi là già làng đi, của thôn Kho Vàng. Đấy. Anh gọi là già làng, trưởng thôn, thế nhưng mà tuổi đời mới có 33 tuổi thôi. Thế nhưng mà anh rất xứng đáng là cái người lãnh đạo của cộng đồng, bởi vì là một người có lẽ là miền núi và có kinh nghiệm sinh tồn ở cái mảnh đất của mình. Thế cho nên anh đã có một cái quyết định rất là sáng suốt, đó là khi phát hiện cái vết nứt ở trên đồi thì vị người trưởng thôn trẻ tuổi này đã ra quyết định là phải di tản bà con. Đấy. Gồm có 115, đợi đây một chút ạ. Gồm có 115 người dân đi lên vùng núi trên cao an toàn hơn. Đấy, họ mang những gì ạ? Họ chỉ mang những thứ cơ bản thôi. Gồm có chăn màn để đề phòng muỗi, rồi những động vật khác, côn trùng gây hại, có thể là gây hại. Một cái lượng lương thực vừa đủ. Đấy, cùng với cả bạt. Đấy. Và có thể một vài dụng cụ như là dao, đèn pin. Họ thậm chí còn không mang theo cả điện thoại, hoặc là có điện thoại thì một là không có sóng, mà hai là điện thoại hết pin. Đúng không? Như vậy có thể thấy ngay cả trong những điều kiện khẩn cấp thì những thứ tưởng là cơ bản của chúng ta như điện thoại họ cũng không phải là cái lựa chọn số một. Đấy. Thì chúng ta có thể thấy qua hình ảnh người trưởng thôn, đúng không ạ? Và những cán bộ, đây là sau khi mà mọi người đã gặp lại nhau, mà sau khi đã tìm thấy và có cái việc tiếp tế. Hiện nay thì 115 người của cái thôn Kho Vàng vẫn đang ở trên cái khu vực tạm trú, bởi vì cái tình hình địa chất ở cái khu vực cư dân của họ cũng không phải là ổn. Và theo cái chia sẻ của trưởng thôn thì cái quá trình di rời cũng không phải là thuận lợi. Mặc dù đa số bà con là đã đồng tình và có cái sự di chuyển đến cái nơi an toàn hơn, thế nhưng mà vẫn có những người chưa đồng tình lắm, vẫn ở lại, vẫn còn một số ít. Nhất là những ông cụ, những bà cụ thì có lẽ là cũng vì tuổi cao ngại đi lại, và cũng có lẽ là có một cái tâm lý nữa là sống đến gần này tuổi rồi, trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, cũng không có nhu cầu phải đi nữa. Đấy. Mặc dù vậy thì đến gần như là phút cuối thì là cả thôn đã di chuyển lên trên khu vực an toàn tập kết. Đấy. Thì hôm qua khi nghe cái tin này tôi cũng băn khoăn không hiểu là cái có lẽ điều mấu chốt nhất là cái anh trưởng thôn này cùng với người dân của mình, thứ nhất là đã đánh giá đúng tình hình, thấy rằng là tình hình khi xảy ra những cái biểu hiện nó có tính nguy hiểm thì đã có cái động thái, có cái phản ứng rất là phù hợp, đấy là di tản, và coi cái mạng sống nó quan trọng hơn những cái vật chất khác. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Thế nhưng mà cái thứ hai là tôi quan tâm rằng là cái việc họ chọn một cái chỗ an toàn giữa bốn bề núi rừng như thế thì phải có một cái kinh nghiệm nào đó. Thì rất là mong anh trưởng thôn chia sẻ. Thế nhưng lên trên VN Express nghe cái bài phỏng vấn khoảng 7 phút của anh ấy thì thấy rằng là cũng không có ý kiến gì, không có chia sẻ gì về cái việc là chọn cái đất hoặc là chọn cái địa điểm như thế nào, tiêu chí chọn lựa ra sao để mà có một cái nơi đứng chân an toàn. Đấy, cũng không còn ở đây nữa rồi, không biết là chỗ nào podcast thì phải. Đây, các bạn quan tâm thì vào VN Express, rồi vào mục podcast và vào cái quyết định đưa 115 người lên núi lánh nạn của trưởng thôn, phỏng vấn dài 7 phút. Đấy. Thì nghe xong cũng không thấy anh ấy chia sẻ gì cả. Thì đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng thì cũng nên vào cuộc, các cơ quan truyền thông chức năng cũng nên vào cuộc để khai thác xem là người miền núi người ta có kinh nghiệm gì giúp ích cho cái việc là sinh tồn, nhất là trong những cái tình huống nó nguy cấp. Đấy. Thì trong một cái câu chuyện của nhà văn Vũ Ngọc Tiến in trong cuốn Rồng Đá, như là
tôi thì không nhớ tên cái chuyện ngắn đấy, nhưng mà nó liên quan đến chiến tranh biên giới, nó liên quan đến số phận của người Mông. Đấy, câu chuyện thì rất dài nhưng có một cái chi tiết rất là nhỏ, là người Mông chúng ta chỉ cần có một cây dao thôi là có thể sinh tồn trong một khu rừng. Phải nói là những người dân tộc mặc dù ở những cái nơi điều kiện khó khăn, thế nhưng họ có những cái kinh nghiệm sống mà có khi những người chúng ta tưởng rằng là mình ở những cái khu vực đô thị, những cái khu vực có dân trí cao, nhưng mà chúng ta chỉ cao ở trong cái lĩnh vực của chúng ta thôi. Nếu mà so sánh với những người dân tộc sống ở những cái địa bàn khó khăn thì chưa chắc chúng ta đã hơn họ trong cái kỹ năng sinh tồn đâu. Và tất cả những cái gì hơn mình thì nên học hỏi, và những cái đó nếu mà hữu ích thì nên chia sẻ với mọi người, đúng không ạ? Thì cái quyết định di tản nó cũng trong cái trường hợp làng Nủ đây, cũng đã có hình như 2 hộ gia đình có 8 người, có nguồn tin thì là 7 người của làng Nủ thì ở trong danh sách mất tích, cũng tưởng là mất tích thế nhưng sau đó đã trở về, vì đơn giản là họ đã tìm cách đi sơ tán, đã di tản khỏi cái vùng nguy hiểm. Đấy. Thì đến bây giờ cái câu chuyện là cái tiêu chí nào để chọn một cái nơi an toàn trong cái trường hợp xảy ra thiên tai như thế để trú ngụ, nó vẫn là một cái dấu hỏi. Tuy nhiên, tôi rất là mong có ai đó quan tâm, hãy thúc đẩy cái câu chuyện này, thúc đẩy những cái kiến thức này để chúng ta tránh lại, lặp lại những cái sai lầm. Sau cái vụ thiên tai này, từ bão cho đến mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, vân vân và vân vân, có rất nhiều những cái bài học để mà rút ra, để tránh lặp lại những cái sai lầm. Chúng ta nhớ cái câu của nhà văn Lưu Quang Vũ, có một câu nói: chửi đời thì dễ, nhưng mà xây dựng đời thì khó khăn hơn. Thì trong cái thời gian vừa qua có rất nhiều người chửi bới, chê trách chính quyền, chê trách nhân dân, có những cái ý kiến mang cái tính công kích mù quáng, đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng mà người ta không hiểu rằng cái vấn đề đấy không phải là vấn đề. Đúng, cái trách nhiệm của cơ quan chức năng, của những cái người đứng đầu các cái cơ quan rồi các cái chính quyền là rất lớn. Thế nhưng mà cái cơn bão vừa rồi nó vượt quá những cái dự trù của chúng ta, đưa chúng ta đến những tình huống cân não, đúng không ạ? Và đòi hỏi phải có những cái kiến thức mới, những cái năng lực mới, nhận thức mới để phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại của thiên tai một cách hiệu quả hơn. Đấy. Và bằng cách là rút ra kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai những cái biện pháp tích cực hiệu quả hơn trong những cái tình huống sắp tới. Đấy mới là cái điều quan trọng. Chứ còn ngồi đấy để chê bai, đúng không ạ? Thậm chí có những cái chê bai rất là ấu trĩ thì không có cái giá trị gì. Đấy. Thì đây là cái vấn đề đầu tiên. Thấy gì từ tin vui của thôn có 115 người lên núi tránh sạt lở đất.